lại có ai nó quỳ nhất liên quan hai mũ đó ai cũng biết rồi. Và cái này là nhỏ thôi. Đó rồi. Rồi thấy chưa? Rồi hàng ngày đúng không? Đây có cái gì quan trọng đó. Nhớ là mũi thì nó mặt thẳng ra. Rồi nó mặt ngắn. Bộ ý thì nó bay chậm hơn rồi do cái cơ cắn phát triển rất là nhiều cho nên là nó bay nhanh. Chúng ta làm con rồi sẽ có bộ sẽ dễ hơn. Thì rồi người ta sẽ chia ra hai nhóm. Một là bộ phận bị kiểu hút và bộ phận bị kiểu chích. Bị kiểu hút là con rồi không hút máu và bộ phận bị kiểu chích là con rồi hút máu. Những rồi thông thường chúng ta thấy đó là những con rồi có bộ phận miệng kiểu hút bị hút nha, đang không hút máu. Đây là con rồi nhà. Thì tôi nhắc lại một nữa là trong cái cuốn định danh là chúng ta cái học chúng ta thôi, chúng ta không có đi học hết tất cả những con rồi đâu. Học những con thông thường thì chúng ta chỉ dựa một số đặc điểm đơn giản để nó nhận diện. Thì đây là cái con rút cam vertica hay còn rồi nhà. Thì là những rồi chúng ta hay gặp ở những xe nước mía hoặc là bắt cơm, bắt tí gì đó. Là những rồi này nha. Rồi nhà nhỏ nhỏ hay bay luôn đó. Số lượng rất là nhiều đó. Còn những con rồi khác số lượng ít hơn. Nhà lâu lâu còn thấy có hai con chứ không thành đà đà những con rồi này. Đây nó có bốn sọc đen ở lưng nha. Bốn sọc đen ở lưng. Hai con két rồi nữa. Đây chúng ta thấy bốn sọc đen. Tên nhắc lại là tên giống và biết hoa cái đầu tiên trên loài biến từ trái là trái gì? Trái dừa. Dừa. Dừa gì? Dừa. 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 Dạ nó được trái về nhà nhỏ là thấy là vừa thái hôm nay chứ là bự lên mày chứ mày á nhỏ thì đấy nhiều người đấy nhau 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 lấy cái năm trước chúng ta học đó thì chúng ta xoay cái định vị đó thì thông thường chúng ta đồ cũng đại là ổn định giống nhau đúng không? Ví dụ chúng ta học về tế bào máu thì chúng ta sẽ soi trên 40, chúng ta soi hoài từ đầu năm cuối năm. Chúng ta học vi sinh này thì chúng ta sẽ soi cái dầu cảm cảm cái dầu đấy đúng không? Dạ. Còn riêng cái trùng thì khác. Có những con chúng ta phải soi cái dầu, ví dụ như dùng stress là phải soi cái dầu. Có những con chúng ta nhìn trực tiếp được, có gì rồi mũi chúng ta nhìn trực tiếp được. Nà có những con du chúng ta nhìn bằng lúc, những con du chúng ta nhìn bằng TV. Có những con du tuổi chúng ta nhìn bằng thường. Hay nói cách khác là đối với cái sinh trùng khi chúng ta quan sát chúng ta phải biết chúng ta đang coi ở độ phóng đại như thế nào. Thì mỗi độ phóng đại nó sẽ quyết định cái con đó mình nói có phù hợp hay không. Cái này kể cả những người ta làm nghề rồi người ta cũng nhiều khi quên. Có nghĩa là thấy hình dạng giống như con đó, tự là con đó. Nhưng mà đúng ra nếu là con đó thì nó phải thức nó phải nhỏ 100 lần thì nó mới phù hợp. Còn đối với lại cái con mà người ta nói nó không phù hợp với kích thước nha. Cho nên không thể có một trái dừa như vậy được. Trái dừa chúng ta mới và rụng xuống thơ là nó phải lớn hơn nào. Lớn hơn 100 con rồi. Còn đây là con nhành xanh. Nhành xanh đây là Lucia. Lucia. Lucia là tên giáo của xanh. Đây là cái lệnh trường hả? Thấy không? Mày thấy không? Thấy ha, con rải ra hơn, con đàm bày giống vậy không? Chúng ta mới ca. Thì đặc điểm của này là mặt tròn và nó có mắt xanh kim loại. Đối với các bạn chúng ta giữ thì màu xanh nó sẽ giảm đi. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy nó xanh xanh, nó xanh xanh rồi đây. Nhớ là mặt tròn thì không ổn cho con rùi nhà. Và cái thứ đó là đối với rùi nhà là con nhỏ nhất. Con nhà xanh thì lớn hơn một chút. Tới con rùi lằn thì lớn hơn nhiều. Rồi làm là lớn gấp đôi gấp ba so với lại con rùi nhà.
Về con đường làm này, đặt tên nó là sarcophaga. Sarcophaga. Thì con này chúng ta thấy có 3 sạc đen thôi, chứ không phải 4 sạc đen. Và đây nó có những cái lằn đen, lằn trắng xen kẽ nhau vùng bụng đó. Còn là đuôi lằn. Lâu lâu chúng ta thấy con ta kêu đuôi trâu đó, nhưng mà không phải nha. Con này thỉnh thoảng chúng ta thấy thôi. Không biết bày à gì nha. Đuôi trâu là con cát nha. Thì đây là 3 con đuôi trưởng thành, là con đuôi không hút máu. Và đây là cái ấu trùng của nó. Đối với ấu trùng đó thì chúng ta sẽ không có đi sâu từng loài, từng giống, mà chúng ta chỉ là học chung về những cái ấu trùng vừa rồi. Trên riêng tiêu bản ấu trùng vừa rồi này thì chúng ta sẽ biết bằng tên tiếng Việt. Còn trong phần của bệnh trình khớp thì tất cả các tên ký trùng khác chúng ta sẽ biết tên ba tên hết khi học thực hành nhé. Rồi đây phần đầu nó có cái miệng, sửa lỗi cái móc của phần đầu thôi, hai cái móc đây. Còn phần tôi nó hai cái thở, hai cái thở và toàn cơ thể nó, ta sẽ thấy nó cái đốt, phần này cái đốt gì vậy? Đây là những con chúng ta hay thấy ha, thấy ở đâu? Ở trong móng, ở trong phân hay trong những thức ăn mà để lâu đó, giòn, cơm kiếp sáng, cơm kiếp sáng, đúng. Bảo đảm đó. À, đúng rồi. Có đâu mà đau không? Có. Sao không? Có đâu là sáng sáng nè. Bách khoa nè. Bách khoa. Đấy. Có y dược. Chưa biết. Ăn xong có y dược. Xong. Ăn xong bố đang. Đợi lâu mình coi trên mạng thấy mấy cái đó, mấy con này đâu? Trong mắt. Ờ, mắt. Ờ, trong nạc có gì đó. Mình thật ra. Đó, nó sẽ gây cái bệnh giỏi. Còn dây nhầm đó thì không chỉ là biển hết, nó hóa nhầm giống như là các loài động vật khớp khác. Về mặt sinh học, mặt sinh học thì ngược lại nó mũi, nó ruồi nó sống vào ban ngày mày. Và nó sẽ nhạy cảm với cái gì ánh sáng gì đồ loạn, màu sắc gì đó. Thì chúng ta chỉ nhớ một điều đơn giản thôi, là chỗ nào hôi thối dơ bẩn thì con ruồi nó sẽ tới. Đó là những cái môi trường ăn uống phù hợp với nó, rồi là môi trường cho nó đẻ trứng trong phân, trong rác, là những nơi mà cho cái con ấu trùng nó phát triển, cho nên nó chọn vị trí để đẻ trứng. Rồi đây là lý do chúng ta làm con ruồi. Đối với trưởng thành thì nó gây nguy hại cho chúng ta là trứng. Cho nên là chúng ta ngồi ăn mà con ruồi đậu vô bay trước mặt chúng ta là giảm cái độ ngon xuống, đúng không? Mà như mấy người mập thì chưa hẳn á. Mấy người mập là nhiều khi là dạng như chết tích tạp thêm. Chết. Bữa nào cũng gặp cái mập phòng thân thôi. Đấy, có ăn luôn. Rồi cái truyền bệnh. Thì trong lần này thì con ruồi đó chỉ là bộ truyền bệnh cơ học thôi. Truyền bệnh cơ học. Chúng ta thấy con ruồi đầu sẽ làm động tác gì? Nó hói ra là nó giống như nó bơ tay, chà nó vô nhau. Thì mỗi lần chà là sẽ rớt ra một số trứng, số vi trùng, virus gì đó, rớt xuống cảm nhận phân. Thì vai trò đó là chỉ truyền bệnh cơ học. Thì tôi nhắc lại nữa, truyền bệnh cơ học nghĩa là chỉ là người vận chuyển cái mầm bệnh. Riêng cái con giòi này thì nó sẽ gây ra một cái bệnh, là bệnh giòi. Thì khi nó gây bệnh giòi có nghĩa là trực tiếp cái con này gây ra gây bệnh, đúng không? Thì là xếp trong cái nhóm là gây bệnh trực tiếp, đúng không? Còn con ruồi trưởng thành này xếp trong cái nhóm là trung gian truyền bệnh nha. Nhớ là nó có hai vai trò, hai nhóm khác nhau tùy vào giai đoạn của nó. Người châu à. Rồi bệnh giòi chúng ta sẽ gặp ở đâu? Bệnh giòi thông thường nhất là bệnh giòi xảy ra trên vị trí trên cơ thể không ạ? Đó là giòi vết thương, giòi hoại tử. Đó là chúng ta bị một cái vết thương, vết loét, dù là những cái tai nạn mà làm giật nát cơ nhiều đó, hoặc là bị phỏng. Thì trong bệnh này cái mô hoại tử nó sẽ nhiều, và khi nó hoại tử thì chúng ta biết là nó sẽ bốc cái mùi lên.
con ngồi lên con rồi nó xa mấy km nó không biết được nó tới. À, tới thì nó sẽ làm gì? Để trứng. Còn con dòi tới cái ông dòi tới. Cái đẻ trứng của nó, rồi sau nó tới con dòi. Và con dòi cho lần này nó sẽ ăn cái mô hoại tử. Có ăn mô lần không? Không. Sao không ăn? Không ăn mà. Không ăn mô lần ta thôi bây giờ. Có đâu chưa vô não ta, đâu có chưa vô mặt ta. Tất nhiên là đâu biết mua lần của bệnh nó thích ăn gì đâu. Đúng không? Và nó làm cho cái vết thương chúng ta sẽ không có lành được. Còn trong trường hợp mà người ta dùng giò để người ta chữa lành vết thương đó, thì con giò nó cũng phải nuôi côn trùng. Con giò đó thì thường là trong cái giống Lucilia, trong cái giống của con nhặt đó, một số loài thôi, thì những con dòi này nó chỉ biết ăn mô hoại tử thôi, nó sẽ mô lần không nó không, không thì lúc đó mình mới dùng cái con đó làm cho nó dọn dẹp cái vết thương của mô hoại tử của mình. À, tất nhiên mình là giờ không muốn dùng đâu, chúng ta cắt lọc rồi vết thương ra là mình làm lỡ mình xui cho nó đi trong giò một quý thì nó ăn đúng sao, đúng không? Rồi dòi còn gặp ở đâu nữa? Trái cây. Gì? Trái cây. Trong người mình á, ngoài vết thương còn gặp ở đâu? Vâng ạ. Tất cả các lỗ tự nhiên trong cơ thể mình đều có thể bị bệnh. Nha, bây giờ mình bị ở tai, ở hormone mà sử dụng đó. Thì những đứa trẻ hoặc là những người mà không được chăm sóc cơ thể người ta đó, thì những vùng đó nó sẽ bị hôi thối, bị viêm tai giữa hay mũi bị viêm mũi gì đó, rồi nó sẽ tới đẻ trứng đó và đen ăn giòn, lâu lâu nó bắt được vết thương ở trên đầu hoặc là trong mũi trong tai gì đó, cổ bất cứ vị trí nào trong phần đó không? Sao có phần mới đi tiêu ra đó sao có giòn cũng có con. Tại do là chúng ta nuốt trứng hoặc là những con giò nhỏ ta nuốt vô trường tỉnh ta ăn vào à, cho nên tình hoàng người ta cũng xác nhận trong con cũng có giò, người ta không có thể lý giải được tại sao, lý do nó là sống cho người ta được, nó phát triển cho người ta được, nhưng mà do quá trình nó đi từ trên dưới nó còn sống với một bộ tộc còn không sót lắm. Ở đây là con rùa hút máu đây. Châu. Đây là con rùa trâu. Thì nó bắt lại cái vòi. Rồi. Thì do là nó thường hút máu ở súc vật ha. Con trâu đó. Đây là rùa trâu. Bự. Thì cái con này là cái trước của nó giống như con rùa lòng hồi nãy con thấy. Và chủ yếu là hút máu ở trâu bò. Đây, tôi thấy mắt rất hay mà. Rất là lớn. Hình thể rất là lớn. Lớn gấp đôi, gấp ba, gấp đôi nhảy, hay thấy rồi lần là đạt thì kích thước đó này, nhưng mà rồi lần là không có còi không có. Thì rồi trâu nó cũng sẽ truyền một số bệnh nhưng mà những bệnh này thì chưa có bệnh nha, nó lớn nhiều hơn chỉ ra lo chỉ ra lo như chị ra đọc hoặc là mốt là có sẽ học chờ không có quay lại học bài nha. Còn giờ chưa có thì ra mình chưa có được chị. Không nữa thôi, nghỉ. Lâu nghỉ. Nghỉ ra nghỉ của sòng đi.